Xin chào tất cả mọi người. Ở trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người là 1 triệu lượt xem trên TikTok thì bạn kiếm được bao nhiêu tiền. Thì trước khi đi vào cái câu trả lời thì mình cũng chia sẻ cái hành trình của mình khi mà đến với TikTok. Thì thật ra mình mới tìm hiểu về TikTok chỉ từ tháng 5 năm 2023, tức là mình đi từ con số 0. Và mình chỉ nghĩ đơn giản là TikTok chỉ cho phép chúng ta đăng video ngắn lên cho vui thôi. Chứ ở trên TikTok là có rất là nhiều cách kiếm tiền. Mà một trong những cách kiếm tiền mà mình quan tâm ở đây là kiếm tiền từ lượt xem video. Thì có 2 cách kiếm tiền từ lượt xem video, đó là kiếm tiền từ video ngắn, có nghĩa là làm dưới 60 giây. Thì chỉ còn 2 nước là Ý và Tây Ban Nha kiếm tiền từ chương trình sáng tạo beta, tức là chúng ta sẽ làm từ video dài 1 phút trở lên. Thì các nước như là Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan và hình như 1 hay 2 nước gì nữa, chứ còn Việt Nam là không kiếm tiền được. Rồi lúc đó mình cũng đã tìm hiểu về proxy hay là VPN, rồi nghiên cứu về chương trình mà edit video như là CapCut hay là Premiere. Nhưng mà mình làm hoài á, không có thành công. Mình đã lập hơn 30 kênh nhưng mà không có kênh nào phát triển hết. Nhưng mà tới cái kênh thứ 31 thì mình thấy là nó có khả năng phát triển. Do vậy mình đã mua một cái điện thoại mới, hệ điều hành Android 4 triệu rưỡi. Thì điện thoại này là không có gắn SIM và mình chuyển sang Mỹ, tức là mình chuyển vùng sang Mỹ để mình làm TikTok. Chứ mà cái điện thoại cũ á, là mình mỗi lần mà mình vào mình phải tháo SIM rồi chuyển vùng, nói chung nó hơi phức tạp. Thì ngày 4 tháng 12 năm 2023 thì mình mới bật kiếm tiền, tức là gần 1 tháng rưỡi sau khi lập kênh thứ 31 thì mình đã được bật kiếm tiền. Và từ ngày 4 tháng 12 cho tới ngày 31 tháng 12 năm 2023 thì kênh của mình chỉ kiếm được có khoảng 1,4 đô la thôi, tức là khoảng hơn 30.000 đồng Việt Nam. Đó, thì từ khi mà mình bật kiếm tiền á, thì cái lượt xem á, nó giảm kinh khủng luôn. Tức là trước đây mình có video xu hướng, nhưng mà từ khi bật kiếm tiền thì cái lượt xem nó bị giảm. Và ngày 1 tháng 1 năm 2024 á, mình có đăng video và sau đó là cái video này đã lên xu hướng. Nên mà các bạn mà mới làm giờ TikTok thì các bạn cũng hãy kiên trì. Thì nếu mà có một cái video lên xu hướng thì nó sẽ kéo cả kênh lên. Như vậy ở trong cái phần này thì mình cũng tóm lại như sau ha. Thứ nhất là bạn sử dụng VPN hay là Roxy, tức là 2 cái chương trình này để nó chuyển chúng ta sang cái nước mà chúng ta muốn làm. Thì ở đây mình sang Mỹ. Thì VPN á, mỗi lần mà bạn bật nó lên thì nó sẽ nhảy một cái địa chỉ IP khác. Còn Roxy thì nó sẽ cố định một địa chỉ IP giống như là chúng ta đang ở cái nước đó vậy. Thì nếu mà bạn sử dụng VPN hay là Roxy mà bạn thấy kênh nó phát triển thì bạn cứ sử dụng thôi. Chứ trước đây mình sử dụng Roxy á, thì mình thấy là mặc dù là mình chuyển Roxy sang Mỹ nhưng mà mình thấy là người Việt xem không à. Do đó là mình đã không có dùng Roxy nữa mà mình dùng VPN. Thì như bạn biết á, nếu mà người Việt Nam xem nhiều á, thì cái số tiền kiếm được rất ít. Tiếp theo đó là upload bằng điện thoại hay là bằng máy tính. Thì nếu mà bạn up bằng điện thoại mà bạn thấy có view, có lượt xem thì các bạn cứ dùng. Còn mình thì mình thích up bằng máy tính, bởi vì máy tính nó to, do đó là mình dễ sử dụng hơn. Và mình sử dụng trình duyệt là Firefox Portable để mình up ở trên máy tính. Câu hỏi mà nhiều bạn mới hay hỏi đó là mỗi ngày nên up từ bao nhiêu video. Thì mình á là mình up từ 1 tới 2 video vào một cái khung giờ cố định. Ở trên điện thoại thì nó không có chức năng lập lịch để mà đăng video. Còn ở trên máy tính thì mình sẽ lập lịch để đăng. Và một cái điều quan trọng nữa đó là hàng ngày là chúng ta phải đi xem video của người khác cùng chủ đề. Cái cùng chủ đề này nè, nó rất là quan trọng. Nếu mà bạn làm cái chủ đề đó mà một thời gian bạn thấy nó không lên thì bạn nên đổi chủ đề khác. Đó. Và đối với TikTok thì chúng ta phải đi tương tác cùng chủ đề.
Ví dụ như chúng ta vào chúng ta xem khoảng 5-10 giây rồi chúng ta bấm follow cái kênh đó rồi bấm like. Đó, nếu mà hàng ngày chúng ta nên làm như thế. Nếu mà các bạn rảnh thì các bạn có thể là xem khoảng 30 phút hay 1 tiếng gì đó. Nói chung là chúng ta nên tương tác với cái kênh mà cùng chủ đề. Thì có nhiều người mới nói là có thể sử dụng nhiều cái tài khoản ở trên một điện thoại, nhưng mà theo mình thì tốt nhất là chúng ta chỉ dùng một tài khoản trên điện thoại thôi, đừng có sử dụng nhiều tài khoản trên cùng điện thoại, thì khi mà các bạn đăng có thể là nó sẽ bị không view. Rồi có người nói á, là nhiều cái chủ đề mà làm hoài nó không lên bởi vì là quá nhiều người làm, thì cái điều này cũng không đúng nha, bởi vì mình đã từng follow cái kênh mà cùng chủ đề với kênh của mình, mà kênh này thì đã đi follow của người khác là 10.000 follow. Có nghĩa là mình đã thấy lần đầu tiên mà một cái kênh mà follow có 10.000 kênh cùng chủ đề. Do vậy cái chính là chúng ta edit video như thế nào để cho nó không trùng với những cái video mà đã tồn tại trên TikTok. Thì trở lại cái câu hỏi đó là 1 triệu lượt xem thì bạn kiếm được bao nhiêu tiền? Thì đối với kênh của mình hiện nay có hai video lên xu hướng. Thì cái video thứ nhất là 3,4 triệu lượt xem. Cái video này là mình lên xu hướng vào tháng 11. Và cái video này để mình xem thử là lượt xem ở những nước nào ha. Thì video này 3 triệu 3,4 lượt xem nè, đăng vào ngày 11 tháng 11 năm 2023. Có 88.000 người thả tim, 435 bình luận, 6.550 lượt chia sẻ và 5.574 lượt đưa vào trong yêu thích. Và cái phần xem thì nó sẽ ở phần For You là 99,4%. Cái đất nước mà xem nhiều nhất là Indonesia, rồi tiếp theo là Ukraine, Đức, Mỹ, Nga. Nhưng mà đối với cái video này thì mình lại không có được kiếm tiền, nói chung là mình không được đồng bạc nào hết. Bởi vì video này mình đăng trước khi bật kiếm tiền. Bởi vì mình bật kiếm tiền là ngày 4 tháng 12, còn cái này là nó lên xu hướng là trước đó rồi, nó không tính ha. Bây giờ video thứ hai của mình đó là 1,7 triệu lượt xem, cái video mà mình pin lên đầu tiên nè. Thì bây giờ mình đi vô mình xem nha. Thì cái video này mình đăng vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Hiện nay là nó phải 1,7 triệu lượt xem, có 53.000 người thả tim, 227 bình luận, 4.671 lượt chia sẻ và 6.220 đưa vào yêu thích. Thì đối với cái lượt xem từ For You là 98,7. Lượt For You ở đây có nghĩa là những cái người không theo dõi kênh của bạn. Còn lượt người xem ở quốc gia này thì đứng đầu đó là Phần Lan, rồi tiếp là Rumani, Đức, Italy, Hungary. Thì bây giờ để kiểm tra xem mình thu nhập được bao nhiêu thì mình sẽ vào trong ba gạch và trong chương trình sáng tạo beta, mình sẽ vào trong đây chương trình sáng tạo beta. Thì hiện nay mình thu nhập được là khoảng hơn 178 đô. Và nó sẽ tính như thế nào? Nó sẽ tính đó là các bạn lưu ý cái chỗ mà lượt xem chất lượng. Thì lượt xem chất lượng ở trên TikTok nó sẽ tính như thế này. Thứ nhất đó là người ta xem ít nhất là 5 giây. Cái thứ hai là những cái người mà xem mà họ không có thích đó, thì nó không tính. Cái thứ ba là nó chỉ tính cho những cái người mà không theo dõi kênh của bạn. Những người nào mà theo dõi kênh bạn là nó không tính. Nhưng mà nó chỉ tính trong vòng 30 ngày. Trong vòng 30 ngày thôi nha. Và cái chỉ số này là 0,2. Đó thì
Với cái lượt xem là 857.000 nè, thì bạn nhân lên thì được 178 đô. Thì thật ra cái số này là nó vẫn đang cập nhật. Chứ còn cái kênh của mình á, thì có thể là chờ 1-2 ngày nữa nó sẽ cập nhật tăng lên. Và bây giờ mình xem thử ở cái video khác nè. Video khác là coi thử là nó tính bao nhiêu tiền nha. Cái video này là cái chỉ số mà RBNM là 0,62, mà cái lượt xem chất lượng nó chỉ có 962 thôi, là mình kiếm được 0,6 đô. Thì cái chỉ số RBNM này nó sẽ phụ thuộc vào quốc gia mà xem kênh của bạn nha. Đối với Việt Nam thì rất là thấp, cũng như là các nước Đông Nam Á thì rất là thấp, cái chỉ số nó là 0,01, rất là thấp. Bây giờ lấy một cái ví dụ khác. Thì cái chỉ số này á là 0,74, rất là cao. Nhưng mà thường những cái video lên xu hướng thì cái chỉ số này nó giảm lại. Như vậy tóm lại là 1 triệu lượt xem TikTok thì bạn kiếm được bao nhiêu tiền, thì bạn sẽ lấy cái chỉ số RBNM các bạn nhân với lượt xem chất lượng thì bạn ra. Ví dụ như là đối với Việt Nam là 0,01 đi, thì các bạn sẽ được 10 đô cho 1 triệu lượt xem. Còn nếu mà 0,2 thì bạn sẽ được 200 đô. Còn nếu mà 0,74 như thế này thì bạn sẽ được 740 đô. Nhưng mà cái số này nó sẽ thay đổi liên tục. Nó phụ thuộc vào người xem ở cái quốc gia. Ví dụ như những quốc gia phát triển thì nó sẽ cao hơn so với Việt Nam. Như vậy là mình vừa chia sẻ với mọi người cách tính 1 triệu lượt xem ở trên TikTok bao nhiêu tiền. Nếu mà bạn có những cái câu hỏi nào thì bạn hãy để lại ở trong phần bình luận video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.